Hey, chào anh chị và các bạn. Chúng ta đang ở Thảo Cầm Viên, Sài Gòn. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm xe buýt điện đi về công viên 23 tháng 9. Hôm nay có sự tham gia của bạn đồng nhỏ đây. Đâu? Ừ. Vui không? Đồng thích đi xe này không? Sáng nay chúng ta đi ăn phở ở ngoài phở phường Hoàng Sa. Rồi sau đó mình đi lại công viên, lại Thảo Cầm Viên, rồi sẽ đi xe buýt điện đi về. Quá trời bóng luôn rồi đông. Hôm nay cuối tuần nên sở thú đông lắm. Đồng ngoài yên nè, ngồi xích vô. Rồi sẽ bắt đầu chạy nha. Đó, chạy rồi. Thắt dây an toàn vô. Đây là góc đường Lê Duẩn, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là cái bảo tàng ngày xưa của một cái công trình ở nhà thời xưa đó. Đài truyền hình. Đây là trường Đại học Hội Nhân Văn. Đồng ngồi yên nha. Ta đang đi trên đại lộ Lê Duẩn đây. Đây là giao lộ Đinh Tiên Hoàng với Lê Duẩn. Đây, bạn Đồng đang làm gì á? Hả? Ở cái gì? Đang ngồi trên xe đây. Buổi sáng rất là mát. Mình xe sướng không đồng? Xe này một vé thì có 12.000 thôi. 12.000 đi từ sở thú đến Thảo Cầm Viên. Thôi sở thú đến công viên 23 tháng 9. Đây là lãnh sự quán của Pháp. Tới vòng xoay nhà thờ Đức Bà nha, thẳng phía trước đó là Dinh Độc Lập. Đây là siêu thị Diamond. Thích đi xe này không?
khách à. Đường Phong Thạch đi đến hồ con rùa nè. Không biết hồ con rùa không Đồng? À, đây là nhà thờ Đức Bà, bên hông nhà thờ Đức Bà à, đang sửa chữa chưa xong. Đi mấy số gì anh? Dạ hết hả? Hết hả? Dạ. Nay nay hết số khỏe ha. Chủ nhật lạnh ít. Ô lạnh ít hả? Dạ. À, chứ phải chủ nhật khách đông à? Anh về chơi với anh với con. Ở đâu luôn anh? Ở quận 9 anh. Quận 9 hả? Dạ. Lên về rồi giờ lên đó hả? Dạ bán hết rồi giờ. Giờ về đi xe buýt về quận 9 hả? Dạ. Ủa sao anh không đi xe lăn á? Trời ơi, đi xe lăn mà cái đường xa lắm. Bất tiện hả? Ờ, nó không đi bán kìa, nó đi bán kìa. Bữa nay em đi chỗ này mốt, đi chỗ nọ đâu cố định chỗ đâu. À, lên xe buýt cho nó khỏe hả? Dạ. Có nhiều. Ví dụ chủ nhật là em bán ngoài nhà thờ. À. Mai em đi qua bán ngoài chợ Bến Thành, dắt xe từ ở ngoài dòng xe ngủ mà. À. Qua tới bên đây thì chết rồi. À. Còn anh còn hơn là em đi bộ hai tay nữa. À. Mọi người là nói cho chị để lòng thương cảm không phải. À. Nhà xa quá. À. Cái đường đó xe container không à. Dạ. Ai nghĩ sao nghĩ. Ông mình không sắm chiếc xe mà xe máy mà gắn ba bánh anh. Trời ơi, anh đi cho nó tiện. Ra. Anh tự chạy về cũng được. Em nói anh thấy được đó đó. Ờ, như nãy em nhìn em cũng không biết anh đi xe buýt nữa. Chiếc xe Honda này nè, mà nó còn bất tiện nữa. À. Cái đựng nói xe ba bánh. À. À, chúng ta đang ở đường Tôn Thất Thiệt. Giờ về quận 9 là chắc cỡ 11 giờ mới tới hả? Đó, rồi chừng nào lên anh? Dạ. Rồi chừng nào anh lên? Chừng nào lên bán lại? Mai, chiều lên hả? Thôi về chơi xíu vậy hả? Anh mấy đứa con hả? Dạ, hai đứa hả? Ở ngoài quận 9 bán không được nhiều bằng trong đây ha? Tùy theo bữa hả anh? Ờ. Ủa là bán ở trong đây rồi ở đây hay là ở ngoài quận 9? Hơi à, sáng bán chiều về vô ngoài hả? À. Ở quê anh đâu anh? Cần Thơ. Cần Thơ hả? Hai chồng Cần Thơ luôn hả? Vợ em quê ở đây. À. Chúng ta quẹo qua đường Công Lý ngày xưa, bây giờ là năm kia khởi nghĩa.
Giải tỏa không? Giải tỏa rồi lên Bình Dương nhà. Mày có nhà ở Bình Dương hả? Dạ. Em không có ở trong nhà được. Sao vậy? À, nói không quen không? Ở mình cho tự do ha. Không ở trong nhà được. Nó sao nói? Ừ. Nên hai chồng ra ở riêng. Ở riêng cũng làm ở nhà vậy đó. À. Tự lực cánh sinh ha. À, mình vòng qua đường Cao Thắng, Quỳnh Thúc Kháng. Đây có trường Cao Thắng. Ở đây về xe buýt về quận 9 nhiêu tiền anh? 6 ngàn là tới nhà luôn hả? Dạ. À, là ngoài Suối Tiên ha. Nhìn là thấy à đúng không? Tao biết tôi có tật mắt gì làm thế mày. Còn cái chụp hình nữa chứ. Thôi vậy cũng thông cảm là giấy tờ hợp lệ rồi mấy ở trên người ta đâu có thấy. Ở trên sợ anh làm giả hay sao nên nó thôi không lẽ em hỏi. Không ý nó là người ở trên á. Có nhiều người làm như vậy để đi miễn phí á. Nên ở trên ta phải bổ sung giấy tờ. Rồi, sắp tới rồi. Không, người trực tiếp thấy thì biết rồi. Nhưng mà người quản lý á. À, đây là đường Hàm Nghi. Chúng ta phải vô Hàm Nghi nha. Ô tàu hả? Ủa anh có về quê Cần Thơ không anh? Có. Bao lâu mới về một lần? Dạ một năm mới về một lần. À, một năm rồi. Không có tiền về quá. Anh bán vậy thu nhập đỡ không? Tao không có quá. Con em nó nghỉ nè. Anh bán về thu nhập đỡ không? Cũng thật đấy. Chị ở nhà làm gì anh? Dạ em bán số. À cũng bán chung luôn ha. Dạ cái này nó nghỉ nè. Hai nhỏ. À, hai nhỏ này hô đi học ha. Dạ không. Ủa anh này đó là bị bẩm sinh hả? Em bị sốt. À sốt bại liệt ha. À, hồi xưa cái thời năm 70 hay bị. Em bị năm là em cũng biết 8 tháng. À, thì đó năm anh chắc anh sinh năm 80 đúng không? 85. Thì cái thời đó cứ ai mà ở vùng sâu vùng xa là không có điều kiện đi tới bác sĩ. Phải, mẹ không biết. Nhiều khi không biết nữa. Cũng hên cạo gió anh cạo cái tay chân ủa cái lưng nữa. Hả? Cũng hên cạo gió cái chân cái mẹ để lâu quá. Sốt mấy ngày luôn. Con ta sốt mà chừng ngày hai ngày là ta sợ cũng chết luôn. Ở đâu được em ở đâu? Em vô là vô bánh em ăn chứ. Dạ, ở đâu? Ủa anh không đi bến này hả? Hả? Không dừng ở bến này hả? Đi vô bến Hàm Anh chết luôn hả? À. Mỏi xe mà.
hôm ta đây là chợ Bến Thành ta nè. Chợ gì đông? Chứ đâu có biết trước được. Anh, em gửi anh uống cà phê đi lại rồi cho nó thoải mái. Nha. Tới anh còn giấy số thì mua hết thì. Đây là công viên 23 tháng 9 nè. Trong đó là người nước ngoài không à? Đâu, cái bởi cái đạo tăng ông Bình Trinh tên hôm qua mà hai vợ chồng của ông đó, mà đi bộ từ chợ Bến Thành ở đây nè. Em nói chị hả? Anh dẹp đường á, một vui luôn. Thôi đợi đó anh thấy anh biết hả? Em bán ở chợ Bến Thành biết mà. Chưa, ngồi đi, chạy vô kia mới được. Qua đây là ngã 6 Phù Đổng. Em bán chắc bằng này. Lúc đó anh bán hả? Ủa, đi ai? Lúc đó đi ai? Em đang thời nó hết rồi. Căn cho nhà thông sĩ. Ồ, anh ở đây cũng mấy chục năm rồi hả? Dạ. Hôm nay em 35 tuổi. Ở đây cũng tới sạch luôn. Cũng cả 30 năm rồi. Sinh đầu đây nhà đi sinh. Sinh xong rồi mấy cô muốn bà học bát cơm á, biết bà học bát cơm không? Rồi, nói chung là chưa vô bến mới được đó, cổ phải nói như vậy. Xe qua xe đợi lãnh số bán lãnh trong đó rồi xe đi qua để giúp đỡ người này xin giúp đỡ ở dân Phú Yên cũng được mười mấy năm à. Không mà anh tới thời điểm này anh cũng khá rồi, có vợ con rồi gia đình đầy đủ cũng hơn nhiều người rồi. Cũng có công ăn chuyện làm, có thu nhập cũng ổn định rồi. Đó là nhà thờ Nguyễn Sĩ. Đó em đi xin nhà thờ. Ở đây cũng gắn bó với anh cũng lâu lắm rồi ha. Em tự ăn cơm bóc ăn trong. Nói chung cái thời khổ đã qua rồi. Nhớ cho anh. Thì nhớ. Dạy con. Giờ mình cố gắng là lo cho mấy đứa nhỏ nó khá hơn. Ai cũng có một thời cơ cực. Em dạy lớn em á. Cho nó biết. Ủa chị chắc cũng bình thường phải không? Chị bình thường. Dạ, em bình thường hả? Bù qua bù lại chứ đỡ. Hết chứ chết rồi. Không có người cũng hai người họ cùng tật luôn á. Cảm ơn nha. Để anh quên anh xuống được không? Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Rồi, tới đây mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Đi một lượt xa. Dạ, một lượt thôi, tới nhà luôn rồi.
bye bye đi bạn đồng nhỏ. Bye bye.